Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tòa án tối cao bác đơn kháng cáo của cha mẹ mất quyền nuôi con chuyển giới. Thông điệp video của Đức Thánh Cha Francisco nhân tuần Thánh Merida. Nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo Ukraine nói về chiến tranh, Đức Thánh Cha và những lời chúc phúc đồng giới. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. 43 tịnh tâm mùa chay thứ 6 tuần 5 mùa chay. Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Galati chương 10 câu 38. Chúng ta không thực sự suy nghĩ nhiều về nỗi sợ hãi đã ám ảnh Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời trần thế của Người. Ở đây, trong tin mừng của chúng ta có người muốn bắt Ngài, có người muốn ném đá Ngài và chắc chắn họ đã không nói chuyện một cách lịch sự với Ngài. Làm thế nào Chúa Giêsu tiếp tục bước đi với nỗi sợ hãi đè nặng trên vai? Ngay cả khi Ngài chết, nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Ngài là một con người và trong nhân tính của Ngài, đó là một người cũng biết sợ hãi đã chết vì chúng ta. Ngài đã đối phó như thế nào? Hãy tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với bạn trong những khoảnh khắc sợ hãi. Tại sao nỗi sợ hãi không hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu? Tôi nghĩ đó là vì Chúa Giêsu biết người thuộc về ai. Người thuộc về Chúa Cha. Người xác tín về mối quan hệ này. Ngài biết cha Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ Ngài. Nhiều năm trước, tôi đã đến một cửa hàng nghệ thuật thủ công mọi thứ cùng với chị gái tôi và cô con gái 3 tuổi của chị ấy. Có những chiếc áo khoác buông xuống và trong giây lát, bé Jenny đã mất dấu chúng tôi. Em gái tôi đang bận xem thứ gì đó trong cửa hàng, nhưng tôi có thể nhìn thấy Jenny rất rõ ràng. Tôi ở ngay đó. Trong tích tắc, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô bé và cô bé bắt đầu khóc. Tôi chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy một cô gái đáng yêu nói. Em ổn chứ, cô bé? Một giọng nói run rẩy đáp lại. Em muốn tìm gì meds của em? Đó là tôi. Giây phút tôi nói, có gì đây? Bình tĩnh trở lại, nỗi sợ hãi giảm bớt và tất cả đều ổn. Sự an toàn được tìm thấy ở sự kết nối quen thuộc sau khi cô bé tìm được một người mà cô bé biết luôn ở bên cạnh và sẽ không rời xa cô. Chúa Giêsu có sự chắc chắn như vậy về cha Ngài. Bạn và tôi chắc chắn đến mức nào về sự thật tuyệt đối rằng Chúa sống trong bạn và bạn sống trong Chúa. Và không gì có thể thay đổi được điều đó. Chúa không thay đổi địa chỉ, nhà của Ngài ở trong bạn. Và trong khi tôi đang ở đó, hãy để tôi nói, cho dù cuộc sống của bạn thế nào đi nữa, bạn vẫn luôn sống trong Chúa và Ngài lớn hơn nỗi sợ hãi của bạn. Tôi sống trong Chúa và Chúa sống trong tôi. Amen. Tòa án tối cao bác đơn kháng cáo của cha mẹ mất quyền nuôi con chuyển giới. Trong một vụ kiện gây xôn xao tại Hoa Kỳ, một cậu bé muốn chuyển giới thành thiếu nữ đã tuyên bố rằng cậu mắc phải chứng ăn uống điên cuồng không ngừng nghỉ và chỉ có thể chữa khỏi chứng đó nếu chuyển giới thành một cô gái. Cha mẹ cậu là người Công giáo không tin vào chuyện đó. Tiểu bang đã can thiệp và hai ông bà mất quyền nuôi dưỡng cậu bé. Hôm thứ Hai, tòa án tối cao đã từ chối quyết định xem liệu một cặp vợ chồng ở Indiana, những người tin rằng trẻ em nên được nuôi dưỡng dựa trên giới tính khi sinh, có khi bị mất quyền nuôi con ở tuổi thiếu niên, một cô gái chuyển giới hay không. Tòa án không bình luận đã bác bỏ đơn kháng cáo của cha mẹ cậu thiếu niên, người đã cảnh báo rằng những trường hợp tương tự như của họ có thể tái diễn do xung đột giữa cha mẹ và con cái họ liên quan đến bản sắc giới tính ngày càng gia tăng. Luật sư của Mary and Jeremy Cox ở Anderson, Indiana, nói trước tòa, với tần suất ngày càng tăng, các chính phủ can thiệp thô bạo vào niềm tin tôn giáo của cha mẹ về bản sắc giới tính, bao gồm việc loại bỏ con cái khỏi cha mẹ, ủng hộ một số niềm tin nhất định về tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn và ngăn chặn việc nhận con nuôi. Những trường hợp này chắc chắn sẽ sinh sôi nảy nở. Tiểu bang cho biết cha mẹ
những người tự cho mình là những Kitô hữu sùng đạo đã mất quyền nuôi con không phải vì quan điểm của họ, mà vì sự cần thiết về mặt y tế để giải quyết chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng của cậu thiếu niên. Vì thế, hai ông bà vừa mất quyền nuôi con, vừa phải trả toàn bộ chi phí chuyển giới. Một điều khoản của luật Indiana tương tự như các đạo luật ở hầu hết các bang cho phép chính phủ can thiệp vào nhiều tình huống khác nhau mà ngay cả những bậc cha mẹ có thiện chí cũng thấy mình không thể ngăn chặn được tổn hại nghiêm trọng, tiểu bang nói với tòa án. Indiana cũng lập luận rằng tranh chấp quyền nuôi con không còn phù hợp vì cậu thiếu niên 16 tuổi khi ra khỏi nhà giờ đã trưởng thành. Trong một tuyên bố sau sự phủ nhận của tòa án tối cao, Mary and Jeremy Cox gọi con của họ là con trai của chúng tôi và nói rằng việc mất quyền nuôi cậu thiếu niên vì niềm tin của chúng tôi sẽ ở lại với chúng tôi mãi mãi. Gia đình Cox nói, chúng tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho một tương lai nơi các bậc cha mẹ có đức tin có thể nuôi dạy con cái mình mà không sợ các quan chức nhà nước gõ cửa. Bộ trưởng Tư pháp Indiana Todd Rokita, người có văn phòng được giao nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan nhà nước, cho biết ông thông cảm với gia đình Cox, trích dẫn công việc của ông trong việc bảo vệ quyền của cha mẹ. Chúng tôi luôn bảo vệ quyền của cha mẹ và quyền tự do tôn giáo. Cả chúng tôi và tòa án Indiana đều không tin rằng tiểu bang có thể loại bỏ một đứa trẻ vì niềm tin tôn giáo của cha mẹ, quan điểm về bản sắc giới tính hoặc bất cứ điều gì tương tự, Rokita nói trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng hồ sơ cho thấy hành động của tiểu bang được thúc đẩy bởi chứng rối loạn ăn uống cực độ của thanh thiếu niên này. Thông điệp video của Đức Thánh Cha Francisco nhân tuần thánh Mérida. Mérida là nơi nổi tiếng nhất Tây Ban Nha về các cử hành long trọng trong suốt tuần thánh. Năm nay, các sự kiện sẽ còn trọng thể hơn nữa vì là năm thánh kỷ niệm vị tứ đạo trẻ tuổi Eulalia. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp video đến Cộng đoàn Dân Chúa ở Mérida. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Các anh em Mérida thân mến, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã cho tôi tham gia vào tuyên bố tuần thánh của anh chị em, độc nhất trên thế giới, bởi vì rất ít thành phố có thể sống lại những ngày đã thay đổi lịch sử nhân loại trong bối cảnh hơn 2.000 năm cổ đại, cùng thời với những ngày Chúa Kitô chịu đau khổ trong cuộc thương khó. Năm nay, khi tôi tham gia buổi cầu nguyện đàn thánh giá bên cạnh đấu trường Roma, tôi sẽ nhớ rằng anh chị em cũng sẽ cử hành tại nhà hát vòng tròn đầy ấn tượng ở Mérida, nơi quy tụ các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới. Anh chị em cũng đang ở giữa năm thánh Eulalia. Trong đó, anh chị em tôn vinh khuôn mặt của vị thánh tứ đạo trẻ tuổi Eulalia, người mà việc sùng bái đã biến Mérida thành cái nôi của Kitô giáo Tây Ban Nha và là điểm đến cho các cuộc hành hương trong suốt lịch sử. Tôi nhớ rất rõ khi Đức Tổng Giám mục Mérida Barajo, Don Celso Morga, Thị trưởng Antonio Rodriguez Osuna và Chủ tịch Hiệp hội Thánh Eulalia Luis Miguel González đến Roma để giải thích cho tôi về tất cả các dự án đang được thực hiện ở đây liên quan đến năm thánh quan trọng này. Bây giờ, tôi ngỏ lời với tất cả các huynh đệ đoàn Mérida. Tất cả họ đang làm việc suốt cả năm để bảo đảm rằng tuần thánh sẽ để lại một dấu chỉ, một dấu hiệu không thể xóa nhòa và vĩnh viễn trong cuộc sống của tất cả những ai chiêm ngưỡng các chặng đàn thống hối. Nó không phải là một buổi biểu diễn. Đó là lời loan báo về ơn cứu độ của chúng ta. Và do đó, nó phải để lại một dấu chỉ. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, tôi đã nhắc lại rằng trong tuần thánh, chúng ta cần phải dành thời gian để cầu nguyện, đón nhận lời Chúa, dừng lại như người Samaritano trước người anh em bị thương tích. Mến Chúa và yêu người là một tình yêu. Trước sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em, nhạy cảm hơn với nhau, thay vì hình dung họ như đối phương và ngày càng tách mình ra khỏi họ.
Tuần Thánh là thời gian ân sủng. Chúng ta đừng quên, đó là thời gian ân sủng Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể mở cửa tâm hồn, các giáo xứ, các hiệp hội của chúng ta. Mở ra và đi ra ngoài là điều chúng ta được yêu cầu thực hiện trong Tuần Thánh. Mở rộng trái tim và hướng về Chúa Giêsu và những người khác, đồng thời mang lại ánh sáng và niềm vui đức tin của chúng ta. Luôn luôn đi ra ngoài. Và hãy làm như vậy với tình yêu và sự dịu dàng của Thiên Chúa, với sự tôn trọng và kiên nhẫn. Biết rằng chúng ta trao ban đôi tay, đôi chân, trái tim mình, nhưng chính Thiên Chúa là đấng hướng dẫn và chỉ đường cho chúng ta. Anh chị em thân mến, tôi cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho những gia đình có người thân bị bệnh, cho những người cô đơn, cho những người thiếu thốn, cho những người đang gặp khó khăn về kinh tế, cũng như cho những người trẻ, những người là hiện tại và tương lai của huynh đệ đoàn Merida. Tôi cầu chúc anh chị em một tuần thánh sinh hoa kết quả dưới sự bảo vệ của Thánh Aurelia. Và tôi gửi đến anh chị em phép lành của tôi. Và tôi xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em. Nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo Ukraine nói về chiến tranh, Đức Thánh Cha và những lời chúc phúc đồng giới. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với EWTN News, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Sochuk, nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine đã nói về nhu cầu tiếp tục viện trợ nhân đạo ở đất nước của Ngài và thảo luận về những nỗ lực hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco, cũng như cuộc tranh cãi gần đây về các phước lành đồng tính. Đức Tổng giám mục Ukraine đã ở Hoa Kỳ trong một tuần để gặp gỡ các quan chức nhà nước và các nhà lãnh đạo giáo hội nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ mới cho Ukraine. Ông nói chuyện với EWTN tại Đền thờ Thánh gia Công giáo Quốc gia Ukraine ở Washington, D.C. Đức cha Sochuk nhấn mạnh lòng biết ơn của mình đối với người dân Mỹ vì sự ủng hộ của họ, nhưng bày tỏ lo ngại rằng Mỹ có thể mệt mỏi khi giúp đỡ Ukraine. Ngài cầu xin, xin đừng từ bỏ Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine. Mặc dù truyền tải thông điệp tri ân tới người dân Mỹ, Đức Tổng giám mục Sochuk bày tỏ lo lắng rằng người dân Ukraine bình thường đang bị lãng quên khi cuộc tranh luận chính trị kéo dài về việc ủng hộ Ukraine đã khiến hành động bị trì hoãn. Theo Đức cha, khi cuộc chiến Ukraine-Nga chạm mốc 2 năm, hiện có 14,6 triệu người Ukraine cần nhân đạo khẩn cấp. Chúng ta không thể nói, được thôi, tôi sẽ ăn vào tuần tới. Ngài nói, đồng thời cho biết thêm rằng giáo hội Công giáo Ukraine là tác nhân chính trong hành động nhân đạo hỗ trợ người dân Ukraine này. Và tôi có thể làm chứng rằng viện trợ không thể bị trì hoãn. Thay vì nghĩ về cuộc chiến dưới góc độ chính trị, Đức cha Sochuk kêu gọi người dân Mỹ hãy nghĩ về Ukraine dưới góc độ những con người đơn giản nhưng đau khổ. Mỗi ngày có 200 người Ukraine thiệt mạng và bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nhận được sự giúp đỡ để bảo vệ những người đó đều phải trả giá bằng máu của họ. Suy ngẫm về kinh nghiệm cá nhân của mình về cuộc chiến, Đức cha Sochuk nói rằng mặc dù không ai hoàn toàn ở Ukraine, các báo cáo tình báo đã chỉ ra rằng Ngài là một trong 10 mục tiêu hàng đầu mà Nga cần loại bỏ. Vì vậy, tình hình là rất nguy hiểm, nhưng đó là sứ mệnh của mỗi giám mục trong thời đại đó, là hành trình với đàn chiên của mình. Ngài nói, ngay từ đầu, tôi đã hoàn toàn phó thác bản thân và cuộc đời mình vào tay Chúa. Lạy Chúa, xin hãy thực hiện ý muốn của Ngài. Nếu Chúa muốn con sống, điều đó có nghĩa là con phải phục vụ người dân của Chúa. Tôi vẫn còn sống. Điều đó có nghĩa là tôi có một nhiệm vụ. Chúa Giêsu Kitô hôm nay bị đóng đinh trong thân xác bị đóng đinh của Ukraine. Và chúng ta tôn kính Ngài trước những vết thương của những người đơn sơ. Ngài nói, Đức Thánh Cha Francisco. Sochuk cho biết, người dân Ukraine rất mong muốn Đức Thánh Cha Francisco đến thăm đất nước này và họ đang cầu nguyện cho Ngài sớm đến thăm. Mặc dù vậy, Đức cha Sochuk thừa nhận rằng tính trung lập của Vatican sau khi chiến tranh bùng nổ không được đón nhận nồng nhiệt ở Ukraine.
bởi vì làm sao ai đó có thể trung lập khi có một kẻ xâm lược đang giết hại chúng tôi liên tục mỗi ngày. Ngài đề cập đến chuyến thăm Vatican của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm 2023, nói rằng vì Tổng thống tin rằng đất nước của ông không cần một người hòa giải mà cần các đồng minh, nên đó không phải là một thời điểm dễ dàng trong mối quan hệ giữa quan chức Kyiv và Vatican. Tuy nhiên, Đức Cha Sơ Chức ca ngợi Đức Thánh Cha đã sử dụng tính trung lập của mình để giúp thu thập viện trợ nhân đạo và nỗ lực hướng tới hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ngài nói rằng khi nói chuyện với người Ukraine về quyết định giữ thái độ trung lập của Vatican, Ngài đã phân biệt giữa trung lập về ngoại giao và trung lập về mặt đạo đức. Đức Thánh Cha không trung lập về mặt đạo đức. Ngài ở bên chúng ta và Ngài đã xác nhận điều đó nhiều lần. Đức Tổng giám mục nói thêm, tính trung lập này được đưa ra như một công cụ nhằm tìm cách giảm bớt nỗi đau khổ của người dân và có thể trong tương lai sẽ là một loại kênh liên lạc để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, chúng ta có một đồng minh tốt, phước lành đồng giới. Đức Cha Sơ Chức cho biết Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine không có kế hoạch thực hiện hoặc thảo luận thêm về tài liệu Fiducia Supplicans của Vatican, vốn cho phép các phép lành ngoài phụng vụ dành cho các cặp đồng tính luyến ái. Giáo hội Ukraine là giáo hội Đông phương đầu tiên hiệp thông với Roma tuyên bố rằng tài liệu này sẽ không được thực thi trong phạm vi quyền hạn của mình. Ngay sau khi tài liệu được công bố, Đức Cha Sơ Chức đã đưa ra một tuyên bố. Trong đó Ngài nói rằng, vì tài liệu không đề cập đến các vấn đề về đức tin hay đạo lý công giáo, không đề cập đến bất kỳ quy định nào của Bộ Giáo luật dành cho các giáo hội Đông Phương và không đề cập đến các vấn đề về Kitô hữu Đông Phương. Nó chỉ áp dụng riêng cho giáo hội Latin và không có hiệu lực pháp lý đối với các tín hữu của giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine. Đức Cha Sơ Chức giải thích với EWTN, mỗi tài liệu của Vatican đều có một quy trình tiếp nhận đặc biệt trong giáo hội của chúng tôi. Ngài nói, chúng tôi có cách riêng của mình để cởi mở với mọi người, nhưng cũng có cách mang lại những phước lành cho giáo hội. Theo truyền thống của chúng tôi không bao giờ có thể phân biệt được các phép lành phục vụ và các phép lành ngoài phục vụ. Ngài nói tiếp, khi tôi lớn lên, không gian thiêng liêng luôn không bị giới hạn bởi tòa nhà thờ. Chúng tôi được dạy rằng các Kitô hữu phải mang phụng vụ ánh sáng đó ra bên ngoài nhà thờ. Vì vậy, đối với chúng tôi, rất khó để phân biệt các phép lành ngoài phụng vụ. Ngài lưu ý rằng, nếu có ai đó đến xin phép lành, Ngài sẽ ban phép lành mà không hỏi xem người đó có đang trong tình trạng tội lỗi hay đã đi xưng tội hay không. Tất nhiên, nếu ai đó đến gặp tôi và xin phép lành, tôi sẽ ban phép lành. Ngài nói, đây không phải là lúc để hỏi về tình trạng cá nhân của anh ta với tư cách là một Kitô hữu, nhưng phân biệt rõ ràng giữa phép lành phụng vụ và phép lành ngoài phụng vụ. Đối với chúng tôi, điều đó khá cam go. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.